Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên ạ. Mạnh Kiều có đặt câu hỏi: Thầy ơi cho em hỏi, năm nay em 20 tuổi, học xong cấp 3 là em đi làm rồi ạ. Em luôn nỗ lực, cố gắng trong công việc. Nhiều khi em vẫn đứng giữa ranh giới ham chơi và công việc, làm cho tâm em bị bấn loạn và buồn chán. Thầy cho em lời khuyên với ạ. Vâng, thưa bạn là thực ra mà nói ấy, thì cái này nó là do tâm thức của chính bạn. Bởi vì trong cái tâm thức của con người thì thứ nhất là chúng ta phải bàn về cái tiềm thức đã. Cái tiềm thức của con người nó hàm chứa 6 cái hạt giống. 6 cái hạt giống. Cái hạt giống đầu tiên nó là hạt giống của vật chất. Tức là chúng ta làm cái gì chúng ta loay hoay là làm sao có tiền, làm sao có tiền, làm sao có tiền. Đấy. Và chữ tiền nó sẽ kêu gì ạ? Liên tục ở mồm. Thì cái đấy nó ở một cái tầng tâm thức vật chất. Tầng tâm thức vật chất không có nghĩa là họ có nhiều tiền rồi thì họ không còn ham muốn vật chất đâu nhé. Mà nó kiếm tiền nó như một thứ mà được tích lũy tiền, nó giống như một cái niềm vui trong cuộc đời họ vậy. Cho đấy là lý do có những người họ có nghìn tỷ rồi mà họ vẫn tham lam, họ làm bậy để đi tù. Tức là họ sợ không kiếm được tiền hơn là sợ ngồi tù. Và vì vậy cái lòng tham của họ nó đẩy lên và coi tiền bạc là niềm vui. Kiếm được tiền là niềm vui và chiến thắng. Thế thì có những người thì ở vòng tâm thức khác, là cái hạt giống khác, đó là hạt giống về cảm xúc. Tức là họ kiếm tiền hay không kiếm tiền chẳng nữa, tức là họ có đi học hay là đi làm hay đi kiếm tiền, thì mọi hành vi trong đời sống thì nó cũng chỉ quay về để giữ mặt mũi thôi. Tức là họ làm thế nào đấy để cho người khác phải tôn trọng mình, họ làm nào để có danh, và họ làm thế nào để có cái niềm vui bằng cái sự tôn trọng của người khác dành cho mình. Tức là họ tập trung vào cái gì ạ? Cái tâm ngạo mạn, cái tâm cảm xúc. Đấy. Có những người là họ làm tất cả, họ sẵn sàng đánh đổi con cái không được hạnh phúc, không được sống bằng chính cái bản năng của con cái, vợ mình không được hạnh phúc, và tất cả mọi người phải sống theo cách nghĩ của mình để giữ mặt mũi cho mình. Và rất nhiều nghệ sĩ, và có những nghệ sĩ tự tử cũng chỉ vì chuyện đó. Tức là đời sống của họ hoàn toàn khác, nhưng họ cố gắng giữ mọi cái mặt mũi của mình để gì ạ? Tạo ra cái sự tôn trọng của người khác dành cho mình. Và họ coi cái việc đấy là việc quan trọng hơn. Thế là giữ mặt mũi và thích những cái thứ gì ạ? Người khác làm cho mình vui. Và những người như thế gọi là vòng hạt giống của cảm xúc. Và đây cũng là một loại hạt giống xấu. Hạt giống thứ ba là hạt giống của sinh mạng. À, bắt đầu hạt giống này tốt này. Tức là họ làm mọi thứ thì họ đều thích care là làm thế nào để giữ sức khỏe, làm thế nào để có thời gian để tập thể dục, làm thế nào để đời sống có khoảng thời gian để đảm bảo cho cái việc sinh hoạt, cho nó điều độ. Tức là họ có thể là bỏ qua cái việc tiền nhiều, lấy kiếm tiền ít thôi, nhưng giúp cho cuộc sống của mình nó giữ được sức khỏe và có một cuộc sống nó sinh hoạt nó ổn định. Có những người thì là gì ạ? Họ sẽ sẵn sàng chấp nhận là bỏ một cuộc vui. Ví dụ uống rượu với anh em bạn bè rất là vui, nhưng mà mình không uống thì bị anh em thiếu tôn trọng mình đi. Nhưng họ sẵn sàng chấp nhận cái việc anh em không cần phải tôn trọng tôi, và tôi dừng lại bởi vì uống rượu có độc, tôi không thích vì như vậy nó có hại cho sức khỏe, và tôi giữ sức khỏe chứ tôi không đánh đổi bằng cái việc mà vui với các bạn để rồi tôi mệt mỏi. Đấy, thì có những người họ coi sinh mạng, thì cái hạt giống này là hạt giống tốt này. Và cái hạt giống thứ tư là hạt giống trí tuệ. Tức là họ làm mọi thứ để khai phá cái bộ não của họ. Cho nên họ sẽ kiếm được tiền nhưng họ sẽ tiếp tục bỏ tiền đi học. Họ kiếm được tiền nhưng họ tiếp tục dùng tiền để trải nghiệm những cái gì ạ? Những cái business mới hoặc là những cái lĩnh vực mới để giúp cho họ khai phá nốt cái bộ não của họ. Và họ tập trung nhiều hơn cái việc khai phá bộ não của họ. Thế thì đấy là cái hạt giống thứ tư là hạt giống của trí tuệ. Cái hạt giống thứ năm là hạt giống của nghiệp lực. Là hạt giống của nghiệp lực. Thì cái hạt giống nghiệp lực này là gì ạ? Họ sẵn sàng bỏ qua vật chất của chính mình để giúp đỡ vật chất cho người khác. Họ sẵn sàng không cần niềm vui của bản thân mình nhưng để làm cho người khác vui. Họ sẵn sàng kiềm chế bản thân lại, sẵn sàng là chịu cái ức chế cảm xúc của bản thân để giúp cho người khác vui. Và có những người họ sẵn sàng là gì ạ? Nhận cái phần hy sinh mệt mỏi về mình
để giúp cho người khác được thoải mái và khỏe mạnh. Có những người họ sẵn sàng hy sinh là tất cả trí tuệ của họ, họ phải vất vả mãi họ mới kiếm được bí quyết, họ sẵn sàng chia sẻ với người khác. Thì cái đấy là người quá đỉnh cao rồi, là người ở vòng nghiệp lực. Họ làm mọi thứ cũng chỉ mong muốn để cống hiến và mang lại giá trị cho những người xung quanh. Và cuối cùng là vòng tâm không. Tâm không là họ tùy cơ ứng biến, tức là gì ạ? Cong ăn cong, thẳng ăn thẳng. Họ tiếp xúc với người ham vật chất, họ cũng không phán xét, và họ giúp cho người ta sớm đi qua được cái vòng đấy. Người gặp cái người mà cần tôn trọng thì người ta sẵn sàng tôn trọng người khác để cho cái anh ta vui, anh kia vui. Vậy thì họ cái vòng mà gì ạ? Đến cái vòng mà tâm không là họ sẽ sống tùy duyên, tức là họ không lấy họ làm chủ thể mà họ lấy hoàn cảnh làm chủ thể để gì ạ? Sẵn sàng hòa nhập với hoàn cảnh, và như vậy gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thì như vậy là có 6 hạt giống. Vậy thì để thay đổi được cái tâm thức, mỗi một cái hạt giống đó tôi gọi là một cái tâm thức, thì càng hạt giống bên trên thì nó lại càng xuất hiện nhiều. Tức là hạt giống tham vật chất thì hạt giống ấy nhiều lắm, cho nên số người ham vật chất đông như quần quyền. Xong đến cái người ham vui, xong đến người ham gì ạ? Sinh mạng, thói quen kỷ luật. Xong đến người ham trí tuệ, họ làm việc suốt ngày họ không thấy mệt, họ chỉ vui trong công việc. Xong số người ham đi làm từ thiện, làm nghiệp lực, làm thật đấy nhá, chứ không phải làm nghiệp lực để kiếm tiền đấy. Và có những người họ đỉnh đương giữa dòng đời, họ sẽ tùy duyên. Vậy thì như bạn là bạn gì ạ? Bạn đang bị rơi vào trạng thái một đằng nỗ lực để cố gắng làm việc nhưng mà gì ạ? Vẫn ham chơi. Vậy thì bản chất là bạn ở vòng gì ạ? Vòng cảm xúc. Còn chẳng qua là khi hết tiền thì bạn phải đi kiếm tiền, nhưng khi có tiền thì lại bạn quay ra chơi. Chơi hết tiền thì lại bạn lại gì ạ? Quay vào kiếm tiền, xong kiếm được nhiều tiền chút lại đi chơi. Thì cái nhóm này là gọi là nhóm luẩn quẩn giữa vòng vật chất và cảm xúc. Và vật chất cảm xúc nó là một cặp bài trùng. Cảm xúc nó sẽ đốt hết tiền, nhưng hết tiền lại quay sang lao động, lại có tiền lại quay sang cảm xúc. Và hai vòng đó thì thường con người ta luẩn quẩn trong hai vòng đó. Và từ cái vòng cảm xúc chui vào vòng sinh mạng là cực kỳ khó. Vậy thì để làm được cái việc này thì không ai giúp được bạn bằng chính những hành động của bạn, thông qua việc là gì? Thứ nhất là bạn phải tránh xa những cái gì ạ? Những người bạn mà bạn hay chơi cùng, mà nó hay rủ bạn đi chơi. Thế thì việc đầu tiên là mình phải cách xa, tức là Đức Phật gọi là ly dục, ly ác pháp. Thì những cái người mà họ thường đẩy mình vào cái vòng đó thì mình phải tạm thời tránh xa họ ra đã. Đấy là việc đầu tiên. Vậy thì bạn có dám cắt cái môi trường bạn chơi hay không? Nhưng mà thường chơi với những thằng bạn mà nó cùng tầng tâm thức với mình thì nó rất là vui. Cho đấy là lý do người ta bảo là hãy nhìn 5 người bạn của bạn mà bạn thường gặp thì nó sẽ ra đúng hình bóng của bạn. Bởi vì chơi với những người cùng tầng nó vui lắm. Còn chơi với cái thằng lệch tầng nó chán lắm. Ví dụ một thằng uống rượu là đang chén chú chén anh thế này, sức khỏe không quan trọng, quan trọng là anh em mình vui. Thế lại gặp một thằng mà trong đấy này quan trọng là sức khỏe, còn vui thế này thì vui làm gì? Thì có phải là nó chán không? Thế thì bản chất là những người mà chúng ta chơi với nhau là chúng ta thích chơi với những người cùng tầng. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Vậy thì việc đầu tiên là bạn dám tránh những người bạn mà thường xuyên kéo bạn đi vào những cái chỗ đấy. Bạn có dám làm không ạ? Còn bạn mà không dám làm thì tôi cũng chịu. Câu chuyện thứ hai, khi đi kiếm tiền xong thì lĩnh tháng lương đầu tiên của bạn, bạn có dám gửi về cho ba mẹ mình, coi như khoản ấy mất đi nhé. Tức là bây giờ đi làm không phải về để kiếm, mà đi làm để rèn một cái thói quen tốt để chui vào vòng sinh mạng. Vậy thì bạn chỉ giữ lại một khoản tiền đúng đủ để sống thôi, và hãy chuyển cho một người khác giữ họ.
và cam kết là không lấy lại trong vòng 1-2 năm, ví dụ thế, để mình không có tiền, không có cái phương tiện để mà ăn chơi nữa, không có những người bạn để mà ăn chơi nữa. Vậy thì chúng ta ăn chơi là một là do môi trường ăn chơi, tức là những người bạn. Hai là gì ạ? Có phương tiện để ăn chơi, tức là có tiền. Vậy thì bạn làm mất đi cái phương tiện đấy, giống như kiểu mà bạn thường xuyên qua sông nhưng nay bị chặt mất cái cầu rồi thì qua sông sao được. Thì bây giờ bạn sẽ quay trở lại tĩnh tại để làm việc. Và tôi cho rằng cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là yếu tố dám tránh xa những người bạn mà đẩy mình đến cái ranh giới của cái việc đó. Đấy. Và việc này không ai làm được bằng chính cái sự nỗ lực của bạn. Và tôi nhắc lại là người thành công, à người mà gì ạ? À? Thông minh thì đầy, nhiều lắm. Ngay kể cả người Việt Nam mình đi thi các cái giải thế giới mình toàn được giải mà. Người thông minh thì nhiều lắm, nhưng người kiên trì thì ít hơn một chút nữa. Nhưng người gì ạ? Dám bước qua chính mình thì cực kỳ hiếm, cực kỳ hiếm. Dám hy sinh những niềm vui của mình để làm cho mình tiến bộ thì cực kỳ hiếm. Đấy, thì tôi nhắc lại, người thông minh thì đầy, nhưng người kiên trì thì ít. Nhưng người thông minh mà kiên trì thì dứt khoát sẽ thành công. Còn người thông minh mà không kiên trì, bọn tôi gọi là mẫu người chó liếm sáu đĩa, tức là đứng núi này trông núi nọ, chạy loang xoang, xong cuối cùng chả ăn được cái đĩa nào cho nó ra hồn. Và người thứ ba là người hiếm hơn nữa, thông minh nhưng mà kiên trì, nhưng mà dám phế đi những thói quen xấu của mình mỗi ngày, mặc dù thói quen đấy làm cho mình rất vui. Uống rượu thì vui, chơi gái thì vui, không, đi ba thấy vui, chơi điện tử thấy vui, những cái thứ đấy, nhưng vô tình nó lại là liều thuốc độc, nó giết chết mình. Nhưng dám phế đi cái niềm vui đấy để bản thân mình tiến bộ thì cái người để hiếm lắm. Mà thường nó chơi chán thì thôi, chứ còn bảo là tự nó đặt ra mục tiêu để nó vượt qua thì hiếm. Vậy thì vấn đề ở đây, thầy cũng không thể nào làm cho bạn thay đổi được, mà chính bạn phải là người bước qua cái thói quen xấu của bạn. Và tôi chỉ là người chỉ đường thôi. Hãy tránh xa những người bạn kéo em đến cái đó. Và thứ hai, nếu tiền bạc nó là phương tiện để làm cho em xảy ra chuyện đó, hãy gửi tiền cho người khác, thậm chí cho đi. Ok, cảm ơn Mạnh Kiều. Chúc bạn sớm thay đổi được những thói quen xấu của mình. Rồi, cảm ơn. Vâng, chào bác Thích Thiện Từ. Chúc thầy và Ad buổi tối an lạc và vui khỏe. Thầy cho em hỏi, để xác định được công việc mình thật sự thích thì điều đó là gì ạ? Có phải là khi làm công việc đó xong mình thấy vui và hạnh phúc không ạ? Em cảm ơn ạ. Em là kỹ sư xây dựng, nhờ admin. Có hai cái việc mà người ta hay nói bằng dùng chơi chữ: làm cái việc mình thích và thích cái việc mình làm thì đó là người hạnh phúc. Thì thứ nhất, khi nào thì người ta làm cái việc mình thích? Thì thường người ta làm cái việc mình thích là làm những cái việc mà gì ạ? Trong quá trình làm việc thì cái việc đó nó không phải là vấn đề với người ta, tức là trong cái năng lực của người ta nó vừa tầm thì nó rất thích làm cái việc đó, làm cái việc mình thích. Đấy, làm cái việc mình thích thì thường là những cái gì vừa tầm với người ta thì người ta rất thích làm cái việc đó. Tôi lấy ví dụ, người ta quen đi bán hàng, mà cơ hội người ta đi bán hàng thì người ta làm cái việc đấy người ta rất thích. Người ta quen là anh là kỹ sư xây dựng và giao cho anh gì ạ? Đi thiết kế công trình, thiết kế kỹ thuật một công trình thì anh rất là thích. Thì nó đúng cái sở trường của mình, và mình không phải mất công nó nhọc não, vì bản năng của con người nó rất khiếp làm một thứ mới và não nó mệt lắm, cho nên nó thích làm một cái việc cũ mà nó quen tay rồi. Đấy gọi là làm cái việc mình thích.
và sau đó nhìn lại thành quả thì lại thích cái việc mình làm, vì cái việc đó nó mang lại giá trị cho nhiều người và mang lại cả giá trị cho mình. Cho nên là gì ạ? Mấy anh bánh bóng đá đá bóng ấy, thì thường thông thường là anh ấy là người rất là hạnh phúc vì anh ấy làm cái việc mình thích, tức là đá bóng là một thứ gì trò chơi đối với anh và nằm trong khả năng của anh ấy. Và nhìn lại, và nếu anh ấy được giải vô địch thì thích cái việc mình làm vì làm cho rất nhiều người hạnh phúc, hay là ca sĩ cũng vậy. Đấy là những cái nghề mà thường gì ạ, họ trẻ rất là lâu, bởi vì họ được làm đúng cái việc họ hạnh phúc, là làm cái việc mình thích và thích cái việc mình làm. Nhưng ví dụ đi ăn cắp thì mình có cái khả năng đó, nên mình là sở trường thì có thể làm cái việc đấy là mình rất thích làm chẳng hạn, bởi vì mình có năng lực. Nhưng nhìn lại thì mình không thích cái việc mình làm thế nào, bởi vì cái việc đó là đi hại người khác. Vậy thì làm cái việc mình thích, nó gọi là năng lực về mặt tư duy. Thích cái làm cái việc mình làm, nó gọi là gì ạ? Năng lực về mặt tâm, tức là cái tâm nó có thiện lành hay không, nó phụ thuộc vào tâm thức. Vậy thì làm thế nào để xác định được một công việc mình thích thật sự, mình thích cái việc mình làm cái việc mình thích, thì bắt buộc người ta phải nhảy vào trải nghiệm. Cho nên chúng ta hay nói cái câu là nghề chọn người, chứ người không phải là chọn nghề. Bởi vì đa phần chúng ta vào làm rồi, trải nghiệm rồi, thì chúng ta mới biết thật sự là mình thích cái nghề đó hay không. Và rất nhiều người bị mắc một căn bệnh là ngồi mãi nghiên cứu xem mình phù hợp với cái gì, mình thích cái gì. Không, chỉ có khi chúng ta bước đi, chúng ta trải nghiệm, chúng ta phải thấy. Còn ngồi đấy mà phân tích là tôi thích cái gì không có đúng. Cũng giống như cái kiểu như là cái hồi mà tôi chưa có người yêu ấy, thì mình chưa được trải nghiệm cái nụ hôn chẳng hạn. Thế thì xem phim chẳng hạn, mà ngồi nghiên cứu chúng nó hôn thế nào thì mình còn không dám nhìn, vì mình bảo nó bẩn quá, mất vệ sinh. Thế mà từ ngày trải nghiệm đến giờ là không cai được. Các anh ạ, vậy thì trải nghiệm mới biết là thích hay không, chứ còn cứ ngồi xem bảo là tôi nghĩ là không thích, vậy thì hãy lội xuống bùn thì mới biết là bùn nó tanh thế nào. Hãy lội xuống nước vào mùa lạnh thì mới biết sét là thế nào. Phải trải qua thì mình mới hiểu được. Cho nên để muốn tìm một cái việc xem mình có thích thật sự hay không thì bạn phải trải nghiệm thông qua lao động cái việc đó. Và bọn Tây nó hướng nghiệp thì nó không dùng lý thuyết để hướng nghiệp, cho nên nó phải sinh ra cái gì ạ, những cái trang trại hướng nghiệp để cho học sinh vào đấy tập làm bác sĩ, tập làm y tá, rồi là gì ạ, tập làm kỹ sư. Họ cho tập và bắt chúng nó trải nghiệm để từ đó chúng nó thấy niềm vui, nỗi khổ, đau buồn, rồi là thất vọng của cái ngành nghề ấy ra sao, để từ đó mà xác định cho nó rõ. Vậy chỉ có trải nghiệm. Rồi, vậy thì có hai việc mà người ta hay làm. Một là đầu tiên là cái tâm thức của người ta có thích cái việc cái gì ạ? Có thích cái việc mình làm không đã? Tức là mình có thấy cái nghề bác sĩ nó có ý nghĩa không đã? Mình thích cái nghề bác sĩ ở việc mang giá trị giúp đỡ người khác không đã? Mình thích cái nghề giáo viên vì giúp đỡ người khác không đã? Mình thích cái nghề trồng cây cảnh vì làm đẹp cho đời không đã? Mình thích làm cái nghề nông nghiệp bởi vì giúp cho người khác có rau sạch ăn không đã? Thì cái việc đấy là đầu tiên là mình phải xác định là mình có thích cái việc làm hay không đã. Xong bắt đầu bạn trải nghiệm thì bạn mới thấy là nó phù hợp, và dần dần niềm vui nó sẽ xuất hiện. Như vậy thích cái việc mình làm nó sẽ xuất hiện trước, mà người ta hay gọi là gì ạ? Tư duy mục tiêu trước. Sau đó người ta mới quay sang gì ạ? Trải nghiệm để kiểm tra xem tính khả thi là mình có thích cái việc mình làm không. Đấy, thì thưa báo cáo anh, thích thiện tử như vậy. Qua hai bước: một, xác định cái ngành nghề đó thật sự có ý nghĩa với cuộc sống này không, có với những người xung quanh hay không, và nếu mình là người giỏi nhất ở lĩnh vực đó thì mình có cảm thấy vui hay không, mình có cảm thấy giá trị cho đời hay không.
Xong bước thứ hai mình mới quay sang gì ạ, trải nghiệm thử xem mình có khả năng ở lĩnh vực ấy không, mình có đam mê nó không, và mình gì ạ, có tính thực thi trong cái nghề ấy không. Thì như vậy bạn sẽ đạt được cả hai thứ, là thích cái việc mình làm và làm cái việc mình thích. Như vậy bạn đã được hạnh phúc từng ngày mà bạn không gọi là phải làm việc, mà bạn sẽ được gì ạ, gọi là được làm việc. Đấy, thì như vậy nó hạnh phúc lắm. Cho nên rất nhiều người phải hỏi Tuấn là thầy làm việc suốt ngày như vậy, thầy hết live stream, thầy lại zoom, thầy lại điều hành một tập đoàn như vậy, xong thầy lại đi dạy học như vậy, xong rồi là thầy lại đi tư vấn doanh nghiệp như vậy, em thấy thầy chả nghỉ lúc nào cả. Hỏi cuộc sống của thầy có gì ý nghĩa. Tôi bảo là tôi được vui trong chính lúc tôi làm. Còn bạn thì bạn phải nghỉ ngơi bạn mới thấy vui. Hỏi thằng nào vui nhiều hơn. Vì bạn cứ suy bụng ta ra bụng người là bạn thấy bạn phải làm việc, thì bạn lại suy ra là tôi cũng phải làm việc. Không, tôi được làm việc. Còn bạn là phải làm việc thì bạn thật bất hạnh. Đấy, cho nên việc đầu tiên xác định được cái việc là thích cái việc gì ạ, mình làm, xong cuối cùng quay sang với làm cái việc mình thích, mà hai cái đấy mà nó ghép được thành một thì quá tuyệt vời và hạnh phúc rồi. Cảm ơn Thích Thiện Từ và chúc bạn thành công với nghề nghiệp của bạn. Đạo Khơi: em đã từng làm rất nhiều việc ác trong quá khứ, trong đó có bất hiếu và vô ơn. Vì vậy nên em luôn tự trách móc dằn vặt bản thân rồi rơi vào trầm cảm nặng, thường xuyên suy nghĩ về cái chết. Thầy có thể giúp em cách nào buông bỏ quá khứ được để sống an yên được không ạ? Tuy em cũng đã tu sửa nhưng em vẫn luôn cảm thấy mình rất tội lỗi. Vâng. Thế thì tôi xin kể hai cái thứ liên quan đến đạo Phật. Cái thứ nhất ấy, là khi đề bà đạt đa trong suốt quá khứ, đề bà đạt đa đã hại Đức Phật rất là nhiều lần. Hết việc này đến lần lượt này đến lượt khác. Ông Đức Phật ngày xưa là có một ông anh con nhà ông bác. Thì ông anh đấy tên là Đề Bà Đạt Đa. Hơn ông Đức Phật đâu đó cũng phải tầm đến chục tuổi. Và hại ông Đức Phật hết lần này đến lần khác. Và cho đến một lần Đề Bà Đạt Đa đến xin được quy y để vào tăng đoàn. Thì Đề Bà Đạt Đa có ôm Đức Phật và khóc và rất hối lỗi với Đức Phật. Thế thì Đức Phật nói rằng là ngay khi anh nhận ra chánh pháp là anh đã bước trên con đường của đạo rồi, anh đã bước trên con đường của giải thoát rồi. Ngay khi anh nhận ra gì ạ, bước chân vào nhận ra chánh pháp là anh đã bước chân vào con đường giải thoát rồi. Vậy ngay khi bạn nhận ra tất cả những tội lỗi của bạn trong quá khứ thì đó chính là lúc bạn đã bước vào con đường chánh pháp rồi. Tuy nhiên trong nhà Phật thì cũng có bốn cái khái niệm. Một trong những cái khái niệm mà có bốn khái niệm là trào hối, trào cử, thủy miên và cái gì nhỉ? Trào hối, trào cử, thủy miên. Anh có bốn cái khái niệm. Và nó như kiểu vọng tưởng ấy. Rồi. Thế thì bạn bị mắc một căn bệnh trào hối, tức là gì? Lúc mình ngu mình vận hành rất hồn nhiên. Nhưng đến khi mà mình có trí tuệ hơn một chút thì mình nhận ra toàn bộ những điều sai trái của mình trong quá khứ, và mình quay lại mình hối hận, cho nên gọi là trào hối. Mình hối hận với tất cả những thứ mình làm, và ngay khi mình hối hận như vậy thì đó lại là lúc mình không được giải thoát. Và trong đạo Phật có khái niệm gọi là sở chi trước, tức là khi mình không có kiến thức thì có khi mình sống rất là an nhàn, vui vẻ, mặc dù làm cái việc nó chưa tốt, nhưng vì do mình không biết đấy là việc xấu cho nên mình vẫn còn hồn nhiên mình làm.
Nhưng ngay khi mình biết đấy là việc xấu thì mình lại trôi vào cái vùng hối hận, tức là sợ chi chướng, tức là cái tri thức nó lại là một chướng ngại đối với việc phát triển bản thân của bạn, chứ nó lại không tốt cho bản thân. Tôi phân tích cái nguyên nhân đấy để bạn hình dung. Vậy thì bạn hãy đừng nghĩ về tội lỗi nữa. Bạn phải hiểu rằng là ngay khi mình nhận ra tội lỗi thì đó là một điều may mắn, là mình đã bước trên con đường chánh pháp và bắt đầu giải thoát. Vậy thì chúng ta có quyền quay lại sửa lỗi trong quá khứ. Đó bằng đó là gì ạ? Muốn sửa lỗi trong quá khứ thì chỉ bằng hành vi trong hiện tại và kế hoạch thực thi trong tương lai. Ví dụ, mình đã từng mắc lỗi với cha mẹ mình thì thôi, bây giờ mình hãy quay lại làm cái việc tốt nhất để cho cha mẹ mình vui. Mình đã có lỗi với một bạn nào đó thì mình hãy cố gắng làm những việc tốt nhất để cho bạn ấy vui. Như vậy là mình vẫn còn may mắn là nếu như cha mẹ mình còn sống, để mình làm cái việc cho cha mẹ mình vui. Nhưng nếu không may mà cha mẹ mình không còn trên đời nữa, để mình sửa sai với cha mẹ mình, thì bạn cũng đừng buồn. Vì điều hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ là con cái tiến bộ, chứ không phải là nó đến nó xin lỗi mình, và cũng không phải là nó đến nó hối lỗi với mình. Cho nên hãy từ bây giờ, nếu còn cha mẹ bạn thì bạn làm được cái điều gì tốt nhất cho cha mẹ bạn thì bạn hãy quay về bạn làm. Nếu như cha mẹ thật sự không còn thì bạn hãy chỉ cần sống thật tốt và giải thoát khỏi những cái dằn vặt của bản thân trong quá khứ, thì điều đó chính là điều làm cho cha mẹ bạn được vui nơi chín suối. Đừng khoác trên vai mình những đau buồn của quá khứ nữa, vì nó không làm thay đổi được tương lai và hiện tại. Hãy rũ bỏ nó đi, đứng dậy và gì ạ? Làm rạng rỡ cuộc đời mình bằng hiện tại và tương lai, vì điều đó chính là điều cha mẹ bạn cần nhất, chứ không phải là một lời xin lỗi. Rồi, chúc bạn có cuộc sống hạnh phúc. Bạn đã bước trên đường chánh pháp rồi đấy. Cảm ơn Đào Khởi. Rồi, Nguyễn Đăng Đức có đặt câu hỏi. Anh Hiếu đẹp trai, ghim giúp em cái này ạ. Đấy, anh Hiếu bị mắc cái bệnh sĩ khen đẹp trai là ghim luôn. Rồi, bà nội em mới mất và hôm trước đúng lúc đang phát tang thì bà nhập hồn vào người nhà em và dạy dỗ lại con cháu, và bảo là đốt vàng mã không thành tâm thì dưới đó không nhận được. Thầy có thể giải thích cho em hiện tượng này được không ạ? Và thầy cho em hỏi là khi mà mình yêu thương một người nào đó như người thân, người yêu, mà khi họ rời xa thì làm sao để thoát được cảm giác thương tiếc và đau buồn ạ? Em cảm ơn thầy và chúc thầy cùng cả nhà buổi tối hoan hỷ. Vâng, hiện tượng đồng cốt mà nhập thì bản chất thế này, bạn cũng hình dung tưởng tượng như là chúng ta từng nghe radio thì ở Hà Nội phát một tần số, thế là trên cái radio của mình là mình dò cái tần số đó, và khi cái máy thu tần số của mình nó quay về đúng cái tần số phát của radio thì đồng thời ở cái loa bên này, cái radio bên này thấy nói những cái thứ mà ở cái đầu phát kia nó phát. Thế thì cũng tương tự như vậy, khi chúng ta còn sống, một con người khi chúng ta đang còn sống thì chúng ta có hai phần là linh hồn và thể xác. Và phần thể xác này nó có một tần số, đó là tần số sinh học, mà chúng ta thường đo nhịp tim, nhịp thở. Đó, đó là một loại tần số của thể xác, cái dao động của thể xác. Thế còn linh hồn nó cũng có dao động, và linh hồn dao động thì mọi người người Nhật họ có một cái máy gọi là máy đo năng lượng để họ kiểm tra cái mức độ dao động.
Những người nào dao động càng chậm thì tâm của họ càng tĩnh, tâm hồn của họ càng nhẹ nhàng. Còn những người nào dao động càng mạnh thì tâm của họ càng nặng nề và gì ạ, họ có nhiều bấn loạn. Bạn không tin, những người bấn loạn là trong não họ các cái tần số nó thay đổi liên tục, và biểu hiện cụ thể nhất là vui buồn của họ nó cứ thay đổi xoành xoạch. Còn người nào mà tâm gì ạ, cái tâm của họ được an lạc thì hành vi của họ vui không vui quá, buồn cũng không buồn quá. Thế thì cái có hai phần dao động, đó là phần linh hồn và thể xác. Khi chúng ta chết đi thì chúng ta còn lại phần linh hồn, và linh hồn đấy nó dao động. Mà thường thì trong đạo Phật là trong cái bát thức tâm vương thì cái phần linh hồn đấy được gọi là A Lại Gia Thức. Mà chúng ta gọi là linh hồn, hay là người dân thường thì gọi là hồn ma, hay có người thì gọi đấy là gì ạ, vong. Nhưng thực ra không có phải, đó là một loại năng lượng và nó vẫn còn dao động. Và khi cơ thể của mình mà lúc còn sống thì mình cũng có cái tần số dao động đó. Vậy thì nếu như hai tần số dao động đấy mà nó trùng nhau thì người ta gọi là nhập. Và có nghĩa là tôi có tần số với một cái vong nào đó thì tôi có thể nói những cái thứ mà vong ấy muốn. Và như vậy nó vẫn có hiện tượng nhập. Nhưng thực sự tỷ lệ nhập ấy nó chiếm nhiều không? Thì xin thưa, rất ít. Nó cũng như hai cái vân tay này mà trùng nhau vậy. Nó cực kỳ hiếm. Vân tay của tôi, vân tay của bạn, nó gần như không xảy ra. Và đa phần người ta mượn gì ạ? Mượn thần, mượn thánh để người ta làm những cái điều mà khuất tất để vụ lợi thôi. Nhưng mà về mặt khoa học thì chuyện đó nó vẫn có thể xảy ra. Nhưng những người mà gì ạ, có cái tâm hồn họ tĩnh lặng, nhẹ nhàng thì họ được gọi là siêu thoát, tức là họ không còn ở thế giới này. Còn những người nào đó sân si và còn những thứ và mong muốn, tham sân si còn mong muốn ở cái thế giới hồng trần này thì họ bị gì ạ? Họ bị sân si, họ bám ở lại. Vì vậy những người mà đi nhập và người khác thì thường là những người chưa siêu thoát và còn nhiều những cái điều sân si ở cái đời sống này. Nhưng không phải là họ nhập vào mình và họ bảo đấy là bà mình thì có nghĩa đấy đúng là bà mình đâu. Đấy chưa chắc đã phải là bà mình. Thế thì đấy là cái hiện tượng gì ạ? Nhập. Vậy thì tôi chốt lại là có hiện tượng nhập không? Câu trả lời là có nhưng rất hiếm. Còn đa phần là người ta gì ạ? Buôn thần bán thánh thôi. Câu chuyện thứ hai, khi nào nhập? Khi mà hai người đồng pha với nhau về tham sân si thì nó sẽ nhập, nhưng để đồng pha rất hiếm. Câu chuyện thứ ba, một người nhập vào và xưng là bà mình thì liệu có phải là bà mình không? Thì câu trả lời 99% là không. Có khi đấy là một cái vong nào lang thang thì sao, nếu là nhập thật nhé. Chứ chưa kể là họ buôn thần bán thánh. Vậy thì đấy là cái trả lời cho cái câu hỏi của bạn. Rồi, thế bạn lại hỏi tiếp. Và thầy cho em hỏi là khi mình yêu thương một người thì như người thân thì sao, họ làm nào để có cảm giác không thương tiếc và đau buồn? Và đó là một loại gì ạ? Một loại bám chấp và không siêu thoát đấy. Tức là họ đi rồi nhưng linh hồn của mình cũng đi theo. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi hóa dại khờ. Như vậy là họ đi, họ lôi mất linh hồn của mình đi. Như vậy bản chất là mình không có siêu thoát được họ. Vậy thì đó là một loại gì ạ? Đấy cũng là một loại mà như nhà Phật nói, người ta gọi là ái biệt ly khổ. Trong cái 8 lỗi khổ cơ bản thì đó là ái biệt ly khổ, tức là yêu nhau mà phải gì? Xa nhau. Và bạn hỏi là làm sao để hết khổ? Thì thưa bạn, không hết khổ được. Nó là một loại khổ hiển nhiên là nó sẽ xảy ra. Chỉ có điều
bạn là đấng giác ngộ thì bạn sẽ hiểu đó là một quy luật và bạn chấp nhận nó. Còn nếu mà bạn là người vô minh thì bạn không chấp nhận nó, tức là bạn tham. Vậy thì nó nằm ở chính cái gì ạ? Ở cái tầng bậc tâm thức của bạn thôi. Chứ làm nào nó hết được thì câu trả lời là không. Không có lời khuyên nào cho bạn mà bạn quên được con người yêu bạn hết. Tôi khẳng định với bạn luôn. Bạn đi uống rượu xong bạn lại nhớ đến nó hơn mà. Không có cách nào. Thì bây giờ chỉ có hai cách. Một là bạn hiểu đó là một quy luật và bạn chấp nhận nó, thì có nghĩa là tầng bậc của bạn đã cao rồi. Hai là chỉ có gì ạ? Bụi thời gian với xóa mờ đi nỗi đau nữa. Và nếu tôi dành lời khuyên cho bạn thì chia sẻ với bạn rằng là gì? Ái biệt ly khổ là một loại quy luật. Và khi nào chúng ta chấp nhận được ái biệt ly thì khi đó ta hết khổ. Còn ngày nào mà chúng ta không chấp nhận được ái biệt ly là ngày đó chúng ta còn khổ. Tôi mua được cái cốc này về, nó đẹp, tôi thích, thì ngày mai nó vỡ, tôi phải chấp nhận. Tôi có được thì tôi phải chấp nhận mất đi chứ. Không. Tôi có được cộng đồng này yêu quý tôi, nhưng mà rồi cũng sẽ có một người nào đó họ không thích, họ chửi tôi, ví dụ đối thủ chẳng hạn. Thì tôi phải chấp nhận được điều đó thì tôi mới không khổ. Và khi nào chúng ta hiểu được quy luật và chúng ta chấp nhận mặt trái của quy luật thì khi đó chúng ta mới hết khổ. Khi nào chúng ta giàu mà chúng ta chấp nhận được nghèo thì đấy mới hết khổ. Khi nào chúng ta khỏe mạnh và chúng ta chấp nhận được ốm đau coi như nó là một quy luật và chúng ta đón nhận nó thì đấy mới là hết khổ. Khi nào mà chúng ta đang khỏe mạnh thế này mà rất nhiều người dân bị Covid, mà đến khi mình bị Covid mình chấp nhận nó như là một quy luật thì khi đó mình mới hết sợ hãi Covid và mình không còn khổ vì Covid. Còn bất cứ ngày nào mà bạn đòi những cái thứ bạn hơn người khác và bạn không chấp nhận quy luật thì điều đó không xảy ra và bạn mãi trong vòng đau khổ mà thôi. Vậy tôi quay trở lại, bạn hãy học tri thức về quy luật của cuộc đời và hãy chấp nhận mặt trái của quy luật như là một người khách tất yếu nó sẽ đến nhà mình và hãy đón nhận họ. Thì khi đó mình sẽ hết khổ. Rồi, cảm ơn Nguyễn Đăng Đức. Từ đấy ví dụ như là khi mà tôi khởi nghiệp, tôi đang thành công, ví dụ thế, thì tôi phải chấp nhận một ngày nào đó nếu phá sản thì tôi phải đón nhận. Cho nên có những anh ấy khuyên tôi là em nghĩ là thầy bây giờ không thể phá sản nữa và chúc thầy từ giờ đến cuối đời không bao giờ gặp phá sản. Thì tôi bảo với các bạn thế này, ngày nào mà anh còn đi thi thì thế nào cũng có cơ hội thi trượt. Ngày nào mà anh còn chạy đá bóng thì thế nào cũng có ngày gãy chân. Ngày nào mà anh còn làm kinh doanh thì thế nào cũng có ngày phá sản. Ngày nào mà anh còn làm rất nhiều việc thì thế nào cũng có việc sai, chứ không thể đúng hết được. Ngày nào mà anh còn biết nói thì ngày đó thế nào cũng có lần anh nói sai. Vậy thì có nghĩa là tất cả những cái đó nó gọi là mặt trái, và anh hãy đón nhận nó. Còn bất cứ kẻ nào đòi hoàn hảo thì kẻ đó tự chuốc khổ vào cuộc đời mình mà thôi. Nhá. Cho nên thầy ngày nào còn kinh doanh thì ngày đó thầy còn xác định là gì? Thế nào cũng còn phá sản. Chỉ trừ khi nào không kinh doanh nữa thì với hết không có phá sản. Và đúng kể từ ngày không đi học nữa thì mới không bị thi trượt. Chứ còn đã còn đi học là còn bị thi trượt. Đấy. Nó có chuyện đó là chuyện tất yếu, thế nào nó xảy ra. Cho nên ngày xưa mới có cái câu nói là cái gì nhỉ? Không thi lại gì đấy thì không có thẻ sinh viên đấy. Đấy, ví dụ thế. Đấy. Rồi ạ. À, xin mời anh Hiếu ghi câu tiếp theo ạ. Anh Nguyễn Hoàng Thành Đạt có đặt câu hỏi là đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, đạo dạy người chỉ một chữ buông. Theo suy nghĩ của anh, trong kinh doanh mình phải vận dụng giữ và buông như thế nào để an nhiên và thành công? Vâng.
Giữ là giữ cái gì, buông là buông cái gì. Thì trong đạo Phật, nói về thuần đạo Phật à, thì đạo Phật chính là buông tham sân si. Buông tham sân si mạn nghi, phải buông nó đi. Vì vậy người nào mà sống trong cuộc đời càng bớt tham thì người đó càng an nhiên và hạnh phúc. Người nào gì ạ, càng bớt sân thì sức khỏe của người đó càng tốt, và khuôn mặt của người đó nó càng hiền hòa. Người nào ít si mê thì người đó không bị kẻ khác giáp mũi. Người nào ít ngạo mạn thì người đó không gặp phải tình trạng xấu hổ. Vì anh ngạo mạn vì cái gì thì khi mất cái đó đi thì anh nhục nhã vì cái đó. Người nào ít nghi ngờ cho người khác thì ít bị người khác nghi ngờ lại mình. Như vậy nó đều có quy luật nhân quả. Vậy trong đạo Phật là buông năm con rắn độc: tham, sân, si, mạn, nghi. Và trong đạo Phật là giữ cái gì? Giữ con đường đạo mình đi, đó là sự tiến hóa về tâm. Làm sao tâm thức của mình từ tâm tham vật chất mà mình chuyển vào được cái gì ạ? Chọn cảnh mà cần người khác tôn trọng cũng đã là tiến bộ rồi nhé. Tức là gì ạ? Người ta gọi là sự tự trọng, sự tự trọng của bản thân. Cho nên mình dù sao nhé, cái thằng tham nó vẫn giàu hơn thằng tự trọng, hiểu không? Nhưng mà thằng tự trọng thì dù sao nó cũng không làm việc bậy, nhưng thằng tham thì có thể làm việc bậy. Nhưng người tự trọng thì cũng đau khổ vì suốt ngày phải giữ mặt mũi. Nhưng dù sao người tự trọng còn hơn là người tham vật chất. Đấy. Xong được cái tự trọng thì giữ là giữ cái vòng gì ạ? Tiến bộ vào vòng trong, đó là có thói quen sinh hoạt kỷ luật và giữ cái sức khỏe. Xong giữ là giữ cái gì? Giữ cái thói quen học tập để nâng cao trí tuệ. Giữ là giữ cái gì? Giữ cái thói quen đi giúp đỡ người khác. Đó gọi là những thứ phải giữ. Tức là giữ cái gì? Sự tiến bộ trên con đường tâm thức của đạo. Đạo chính là con đường chuyển hóa tâm thức từ tâm tham vật chất sang con lòng tự trọng, sang đến gì ạ? Phải biết gì ạ? Giữ cái thân xác này để đừng ai phải lo lắng cho mình. Rồi đến gì ạ? Phát huy cái trí tuệ, rồi đến mang lại giá trị cho mọi người. Nghiệp lực này. Thì như vậy là giữ con đường đạo và buông tham sân si mạn nghi. Vậy thì ứng dụng trong kinh doanh là gì? Tại sao người ta gọi là mô hình kinh doanh? Tại sao người ta gọi là kinh và doanh? Có chữ kinh và doanh đúng không ạ? Giữ là giữ cái gì? Giữ chữ kinh. Chữ kinh là tư tưởng. Ví dụ kinh Phật là tư tưởng của Phật. Kinh sách là tư tưởng của sách. Kinh doanh là tư tưởng trao giá trị của doanh nghiệp. Chữ kinh ấy, trong chữ kinh doanh ấy. Vậy giữ là giữ gì ạ? À? Cái uy tín, giữ cái thương hiệu, trao đi giá trị cho mọi người. Và cái đó trong doanh nghiệp gọi là sứ mệnh. Sứ mệnh chính là gì ạ? Tạo ra doanh nghiệp này để phụng sự khách hàng của mình, để mang lại giá trị và cảm xúc gì cho khách hàng, thì đó gọi là sứ mệnh. Vậy giữ là giữ chữ kinh, giữ cho bằng được chữ kinh. Thì bắt đầu bạn sẽ có doanh. Doanh tức là tiền, cho nên nó liên quan đến doanh thu, doanh số. Lấy tiền ở đâu và lấy về bao nhiêu. Vậy giữ được chữ kinh thì sẽ có chữ doanh. Vậy giữ là giữ bằng được cái tâm hồn, cái linh hồn của doanh nghiệp,
đó chính là sứ mệnh. Và buông cái gì ạ? Buông cái gì? Buông bỏ cái lòng tham, sự ích kỷ thì bạn mới phụ sự được. Cho nên tất cả những người mà thành công, họ đều là những người biết phụ sự người khác. Nhưng mà muốn giữ được con đường phụ sự người khác thì lại phải buông được cái gì ạ? Cái tôi cá nhân, buông được cái sĩ diện của bản thân, cái tham sân si mạn nghi ấy, thì bạn mới giữ được chữ kinh, mới giữ được cái chữ phụ sự. Vậy trong doanh nghiệp, sứ mệnh là phụ sự. Hãy giữ chặt cho tôi chữ phụ sự. Mà muốn giữ được chữ phụ sự càng chặt bao nhiêu thì bạn càng phải buông được cái tâm gì ạ? Tham sân si mạn nghi đi bấy nhiêu, thì khi đó bạn phụ sự được khách hàng. Và khi bạn phụ sự được khách hàng, tức là có chữ kinh ở trong doanh nghiệp, thì dứt khoát sẽ có chữ doanh ở trong doanh nghiệp, gọi là tiền về. Vậy phụ sự cho khách hàng để nhận lại giá trị khách hàng mang lại cho ta, đó là tiền bạc. Còn nhiệm vụ của ta là phụ sự để mang lại giá trị cuộc sống tốt đẹp cho khách hàng. Ok, cảm ơn bạn và chúc Nguyễn Hoàng Thành Đạt ứng dụng tốt đạo Phật vào trong kinh doanh. Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ quay sang lấy phản hồi của cả nhà nhé. Cả buổi tối chúng ta nghe cũng khá đông thế này, thì xin mọi người phản hồi một chút ạ. Chia sẻ như thế này thì nó hơi lý thuyết, thì không biết mọi người có dùng được không ạ. Xin comment của mọi người ạ. Anh Hiếu có đọc được không? Ừ? À, đi lên một lúc. Nhưng mà bố thông minh ấy. Đấy, nhà hai bố con là cứ phối hợp với nhau rất ăn ý. Rồi, cảm ơn Quang Huy. Dùng được rồi, cảm ơn Phạm Văn Thưởng. Nếu có thể được, mọi người có thể share cái live stream này đi để chia sẻ cùng với cộng đồng mạng ạ. Và rồi, mời anh Hiếu ghim tiếp cái câu hỏi tiếp theo. Sự sung sướng, gốc anh đặt cái tên nickname mà tôi đã thấy nó khiếp rồi. Cháu chào chú chia sẻ hộ cháu vấn đề là làm thế nào để bỏ cờ bạc online. Cháu bỏ một thời gian rồi, thi thoảng nó vẫn luẩn quẩn ở trong đầu và vẫn vào chơi. Cái vấn đề này nhiều người đều muốn chú chia sẻ, cháu 30 tuổi, cảm ơn chú. Vâng, thú thực với bạn thế này. Riêng cái cờ bạc ấy, là nó ăn vào máu rồi. Nó ăn vào máu rồi, vì cái này tâm này là tâm tham. Tâm tham. Thế là đa phần các bạn muốn 1 ăn 80 chẳng hạn, 1 ăn 25 chẳng hạn, ví dụ thế. Thế thì làm nào để bỏ tâm tham thì tôi trong đạo Phật thì vẫn là giới định tuệ thôi. Phải giữ giới. Với giữ giới, việc đầu tiên là tôi vẫn nhắc lại giống như cái câu hỏi của bạn đầu tiên ấy. Bạn có hỏi là làm thế nào để mà bạn ấy bỏ được ăn chơi ấy. Thì việc đầu tiên là bạn hãy tránh xa những cái môi trường cờ bạc đi. Tránh xa môi trường cờ bạc bằng cái cách thế nào? Có thể bạn mua một cái điện thoại bấm phím thôi. Bởi vì nhiều khi bạn lướt điện thoại online trên Face ấy, mà smartphone ấy, thì đôi khi là lên trên đấy là thấy chúng bạn nó khoe là nó đi SH, thằng thì khoe là đi ô tô, thằng thì khoe là mới xây được cái nhà. Nhưng có khi chúng nó ảo chứ, chắc gì chúng nó đưa đến đấy đã thật. Thế nhưng mà mình thấy là nó bằng tuổi mình, hoặc là thậm chí có những đứa nó ít tuổi hơn mình, mà gớm nữa bây giờ nó đã có xe ô tô, có nhà, có cửa, có cái nọ, có cái kia. Thế là làm cho cái tâm mình nó bấn loạn và mình sốt ruột. Thế là bố rút điện thoại ra, bố làm con lô. Đấy không? Thì cái bệnh đấy là bệnh tham. Nhưng mà muốn để cho nó không khởi cái tham của mình lên ấy, thì bắt buộc mình phải ly dục, ly ác pháp. Tức là gì ạ? Định trước. Định trước tức là bạn phải tránh xa gì ạ? Bạn tránh xa cái môi trường mà bạn thường xuyên lướt Face đi. Vậy bạn dừng Face cho thôi. Tất nhiên là bạn dừng cái Face thì bạn sẽ tránh được cái môi trường là nhìn chúng nó khoe cái nọ, khoe cái kia. Thì bạn sẽ đỡ được cái việc động tâm.
Nhưng tất nhiên là bạn sẽ gì ạ? Bạn sẽ mất đi niềm vui là lướt Facebook mỗi ngày. Vậy thì bạn có dám chấp nhận là bỏ cái niềm vui để nhận được sự bình yên không? Vẫn là bạn, không phải là tôi. Câu chuyện thứ hai, nếu dùng cái điện thoại mà bàn phím để không lướt Facebook nữa, thì thứ hai nữa trong đời thường nó vẫn ám ảnh bạn. Thì bạn tránh xa những người bạn mà gì ạ? Nó tập trung vào cái vòng vật chất quá. Tôi lấy ví dụ thế này thôi. Nhiều khi có bốn đứa chơi với nhau mà ba đứa kia mà nó rủ mình đi uống rượu. Xong đến tới nơi nó cứ khoe với nhau là tao đeo đồng hồ này mấy trăm triệu, tao mới mua cho ông bà già cái xe, tao muốn mua cho vợ một cái dây, tao muốn mua, tao mới mua cho cái này, mua cái kia. Thì bắt đầu nó toàn khoe về gì ạ? Tiền bạc. Tức là trong suốt một cái cuộc nói chuyện, đặc biệt là các bạn họp lớp, các bạn hay gặp cái tình huống đó. Tức là đi họp lớp chỉ chủ yếu để khoe xem là mình đã có bao nhiêu thứ, bao nhiêu tiền. Và nơi đấy là nơi đúng là môi trường khoe. Thì khi bạn bước chân vào cái môi trường đấy, và bạn sẽ bị tự ti, và nhiều khi bạn cay mũi, bạn về bạn thả con, thì tránh xa cái môi trường này ra. Như vậy tôi khuyên bạn có hai việc. Một, ly dục, ly ác pháp, đó là nếu có thể hãy ngừng chơi Facebook, dùng cái điện thoại cố định cho tôi. Ngày nay tại sao trẻ con tội phạm nó nhiều, càng ngày càng nhiều? Bởi vì trên cái môi trường Facebook, môi trường ảo, tất nhiên ở đó nó có cái rất là tích cực, nhưng nó cũng có một cái tiêu cực đối với người tham. Là vì có những bọn nó lên đấy nó khoe, nó mua được Maybach, nó mua được cái nọ, mua được cái kia, nó bảo một tháng làm được đống tiền bằng này. Thế nó xòe một đống tờ 500 ra. Thế mình tự nhiên mình thấy mặc cảm, tự ti là mình không làm được. Nhưng mà thực ra cái đứa khoe như vậy là đứa không có tiền thật đâu nhé. Nó cũng chỉ ảo thôi. Nhưng mà nó làm cho thằng nghèo thì đúng là bấn loạn thật. Thế là sốt ruột. Niềm vui đâu không thấy, nhưng mà thấy mình nhục vì thấy chúng nó có nhiều tiền quá trên Facebook. Thì bỏ cái môi trường này, tạm thời bỏ đi đã, khi nào sửa được cái bệnh thang. Thứ hai là tránh xa những người bạn, chơi với những người bạn mà họ đưa cái thước đo vật chất ra để đánh giá về tầm vóc của một con người. Đừng chơi với chúng nó nữa. Và việc thứ ba, hãy tìm đến những người mà họ sống gì ạ? Hiền hòa, bình yên, để chơi với họ. Và nếu mà được may mắn chơi với những người trí tuệ thì càng tốt. Thì đó là những cái thứ mà cháu cần phải làm bằng hành động rất là cụ thể. Bạn cần phải làm bằng hành động cụ thể. Và tất nhiên bạn phải hy sinh đi những cái niềm vui đấy để nhận lại sự bình an. Và làm được hay không là bạn, chứ không phải là tôi. Đấy. Còn nếu mà tốt nữa thì bạn có phương án thứ ba là thay đổi hẳn môi trường sống. Nhưng cái phây vẫn là một thứ khiến cho những kẻ tham nhảy bổ lên để chơi cờ bạc. Rồi. Chúc bạn sớm tìm lại được sự bình an. Cảm ơn bạn. Xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Phạm Văn Hải. Thầy ơi, cho em hỏi, một người trẻ 28 tuổi cần có những thói quen gì để trí tuệ của mình thông minh, sắc bén hơn ạ? Vâng thưa bạn, khi mài dao thì sẽ không có bất cứ một máy nào mà gọt một cái mà có một con dao sắc. Mà bản chất của máy mài là nó vẫn phải đưa con dao đi qua, đi lại. Vậy thì mỗi một lần đi qua rồi đi lại, nó gọi là một chu kỳ luân hồi. Và mỗi một chu kỳ luân hồi như vậy làm cho con dao sắc lên một chút. Và không có một máy nào tuốt một phát con dao nó sắc bén ngay lập tức. Cho nên người ta gọi là mài dao, chứ không ai gọi là gọt dao. Gọt một cái mà làm dao nó sắc thì chưa có. Chỉ có mài nó mới sắc. Vậy sau một vòng luân hồi thì con dao nó sẽ sắc bén. Trí tuệ của mình cũng vậy. Sau mỗi một ngày mài giũa thì nó sẽ tạo ra trí tuệ sắc bén. Vậy một ngày mài giũa của bạn là gì? Việc đầu tiên, sáng dậy hãy tập thể dục.
vệ sinh cá nhân để em về tinh khôi khỏe mạnh mỗi sáng. Đó là mài giũa cái sức khỏe. Trong một ngày bước chân đi làm, hãy cho tôi mục tiêu ngày. Dù bạn nghĩ đến là mục tiêu cuộc đời, mục tiêu tháng, mục tiêu năm, mục tiêu tuần đi chăng nữa, thì nếu mỗi ngày bạn không có mục tiêu thì vĩnh cửu bạn không bao giờ đến đích. Thì bạn cho tôi một cái mục tiêu ngày, và hãy tập trung chánh niệm, làm hết 100% công sức trong một ngày để đảm bảo được đạt được cái mục tiêu mà bạn đặt ra. Và tối về thì hãy dành 10-20 phút để tĩnh tại ngồi, nghĩ về cái việc hôm nay mình làm, và liệu rằng có cách nào để làm tốt hơn ngày hôm nay không, nếu như ngày mai gặp phải cái chuyện tương tự. Thì như vậy chúng ta được mài dao mỗi ngày. Như vậy tôi nhắc lại, để làm được việc đó thì cái đầu tiên đó là thói quen kỷ luật. Thứ hai là bạn phải có thói quen đặt mục tiêu. Và thứ ba, có thói quen đúc kết để nâng cấp mình mỗi ngày. Và cuối cùng, bắt buộc bạn phải chiến thắng cái mục tiêu ngày của bạn để tạo ra thói quen chiến thắng. Tôi nhắc lại 4 thứ. 1. Thói quen kỷ luật. 2. Là thói quen đặt mục tiêu mỗi ngày. 3. Thói quen chiến thắng. Đã đặt mục tiêu ra thì phải tập trung toàn diện để bắt được cái mục tiêu đó. Tôi gọi đó là thói quen chiến thắng. Còn trong cuộc đời bạn mà bạn đặt mục tiêu đến 10 lần mà không bao giờ bạn đạt được, thì có nghĩa là bạn đã hình thành trong con người bạn một thói quen thất bại rồi. Và thứ tư, đó là thói quen sáng tạo. Mỗi buổi tối hãy tĩnh tại 20 phút đúc kết để nghĩ xem có cách nào làm tốt hơn không để ngày mai bắt đầu. Và có nghĩa là sang vòng 2 mai, ngày mai, con dao trí tuệ của bạn lại sắc thêm được một chút nữa. Và cứ như vậy thì mỗi một ngày con dao của bạn, con dao trí tuệ của bạn, nó càng ngày càng sắc bén, và không còn một vật nào làm cho nó sợ sệt nữa. Tức không còn một việc gì làm cho mình phải sợ hãi nữa, và mình vượt qua được nó. Thì đó là những thói quen mà người trẻ lên làm: kỷ luật bản thân, tập trung để chiến thắng, đặt mục tiêu và tĩnh tâm để đúc rút kinh nghiệm. Ok, chúc bạn có tất cả những thói quen tốt nhất của người thành công. Rồi ạ, cảm ơn Phạm Mặt Hà. Tống Văn Lương là bạn Hiếu ghim hộ mình, cảm ơn Hiếu. Bí ẩn của sinh mạng là thoát khỏi nỗi sợ hãi. Thầy giải thích chi tiết hộ em về câu nói đó trong phim Cuộc đời của Đức Phật Buddha được không ạ? Em cảm ơn thầy ạ. Vâng. Bí mật của sinh mạng là thoát khỏi nỗi sợ hãi. Điều gì khiến cho chúng ta sợ hãi? Trong các nỗi sợ thì nỗi sợ lớn nhất là lại sợ mất cái sinh mạng này. Sợ chết là thứ sợ khủng khiếp nhất. Cho nên bạn tin tôi đi, khi người ta đọc lệnh bạn vào tù, có khi bạn chưa nhảy cẫng lên đâu. Nhưng khi có một con rắn nó nào đến và có nguy cơ mình bị chết, hoặc một thằng nó cầm dao nó xiên, thì bạn chạy không cần suy nghĩ. Và để giải quyết hết nỗi sợ hãi đó thì bắt buộc bạn phải có trí tuệ. Bạn phải hiểu được quy luật cuộc sống để đừng gieo nhân bệnh. Vì gieo nhân bệnh là phải nhận được cái quả bệnh, cái quả nghiệp. Thế thì bí ẩn của sinh mạng chính là giải thoát khỏi nỗi sợ hãi. Nhưng để
để giải thoát nỗi sợ hãi của sinh mạng thì lại chính nằm ở gì ạ? Trí tuệ. Nằm ở chính trí tuệ. Để không gieo nhân gì ạ? Họ hiểu được nhân quả, hiểu được quy luật thì không gieo nhân xấu. Nhưng bí mật của trí tuệ lại nằm ở đâu ạ? Ở sự tĩnh tâm. Lại nằm ở sự tĩnh tâm. Mà muốn tĩnh tâm được thì lại quay trở lại là gì? Giữ giới. Vậy cuối cùng Đức Phật mới tìm ra giữ giới. Đức Phật phát hiện ra rằng điều khiến cho con người ta sinh mệnh, con người ta không được tồn tại khỏe mạnh, đó chính là vì sợ hãi. Có phải muốn giữ được sinh mệnh thì lại quay sang sợ hãi, nhưng vô tình sợ hãi lại giết chết sinh mệnh. Cho nên những kẻ hay sợ hãi là những kẻ mới bị bệnh tim mạch, huyết áp. Tham cũng là một loại sợ hãi, vì sợ sau không có nữa cho nên phải tham. Sân cũng là một loại sợ hãi, bởi vì bất lực lên sân. Si mê cũng là một loại sợ hãi, bởi vì sợ không được cái khác tốt hơn. Cho nên chính sự sợ hãi đã làm loạn nhịp của gì ạ? Nội tiết tố và khí, và nó giết chết sinh mạng. Vậy muốn giữ được sinh mạng thì phải thoát khỏi nỗi sợ hãi. Muốn hết sợ hãi thì phải có trí tuệ để đừng gieo nhân bệnh. Mà muốn không gieo nhân bệnh và có trí tuệ thì tâm nó phải định. Mà muốn tâm định thì phải quay sang giữ giới. Giữ giới chính là gì? Thói quen kỷ luật, thói quen sinh hoạt, ăn uống, thói quen gì ạ? Trao đổi, cười nói với người khác, thói quen làm việc. Tất cả những thói quen đó phải bắt đầu từ giới. Giới gọi là những thói quen. Vậy giới xong đến định, xong sinh ra tuệ. Mà có tuệ thì hết sợ hãi. Hết sợ hãi thì đó chính là việc sinh mạng được gì ạ? Được rất là tốt, được sống tốt, được sống khỏe và được làm chủ thân tâm. Rồi ạ, cảm ơn câu hỏi của Tống Văn Lương. Chúc bạn ứng dụng rất là tốt vào cái việc bí ẩn để giữ cái sinh mạng này. Xin cảm ơn. Nguyễn Văn Thanh có đặt câu hỏi. Em chào thầy ạ, em biết ơn thầy về những tri thức rất hữu ích mà thầy chia sẻ trên kênh YouTube và khóa học chuyển hóa tâm thức. Cảm ơn anh ạ. Và thầy cho em hỏi, theo đạo Phật thì trí huệ là gì? Biểu hiện của người có trí huệ, văn hóa là gì? Biểu hiện của người có văn hóa, em kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, vui khỏe. Vâng. Thưa anh, thứ nhất là tôi bình luận về cái câu trí huệ. Trí thì chính là năng lực tư duy. Cái năng lực tư duy. Và trí tuệ là thứ mà gọi là năng lực tư duy trong hiện tại, những cái quy luật trong hiện tại. Từ đấy ví dụ, tôi biết là nếu tôi hút thuốc thì tôi biết là tôi sẽ hại sức khỏe. Cái đó thì nó rất là đơn giản và trí tuệ, mọi người dễ hình dung. Tôi biết là nếu tôi không phụng sự được khách hàng thì không ai trả tiền cho tôi cả. Tôi biết là sản phẩm và dịch vụ của tôi không có gì khác biệt, giống như tất cả mọi người, thì có nghĩa là tôi phải cạnh tranh. Tôi biết là tôi đối xử tệ với vợ tôi thì tôi biết là cô ấy sẽ không tôn trọng tôi nữa. Tôi biết là tôi ngoại tình thì thế nào cũng có lúc bị gặp đánh ghen. Thì tất cả những thứ đó người ta gọi là trí tuệ, tức là người ta đọc được nhân quả. Thế nhưng mà đến cái phần trí huệ là người ta đọc được gì ạ? Người ta đọc được quy luật của cả tương lai. Và chúng ta hay nói là những nhà tiên tri. Tức là họ có thể gì ạ? Nhìn thấy nhân quả không phải là ngắn nữa. Tức là người có trí tuệ là nhìn thấy nhân quả trong hiện tại và tương lai gần thôi. Nhưng người có trí huệ là người ta còn nhìn thấy cả một cái tương lai xa. Và nó không bị cản bởi không gian và thời gian. Như Đức Phật là được gọi là có trí huệ. Như anh em mình làm toán ví dụ như là hỏi
2 cộng 6 10 8 đấy. Nếu mình đi ăn cắp thì bị làm sao, đi tù không? Đúng không? Nếu mà mình đi ngoại tình thì liệu có bị đánh ghen không? Có chứ. Thì ví dụ như vậy, thì đấy chỉ đơn giản là chỉ là cái trí tuệ. Thì trí tuệ là một loại năng lực để lựa chọn, gieo một cái nhân tốt để sau đó mình nhận một cái quả tốt trong tương lai gần. Còn trí huệ là còn nhìn thấy nhiều đời nhiều kiếp. Ví dụ như Đức Phật còn nhìn thấy là trước đấy mình là ai, chết đi thậm chí còn đọc được là tương lai mình sẽ đi đâu cơ mà, về đâu và mình sẽ là ai. Thì đạt được cái mức đó gọi là trí huệ. Đấy. Đấy, thì báo cáo anh Nguyễn Văn Thanh như vậy. Thứ hai là chúng ta hỏi là văn hóa là gì. Văn hóa là gì? Thì thưa anh là cái chữ văn ở đây á, thì chữ văn cũng là một loại tư tưởng. Có phải mình đi học văn chẳng hạn là mình học về cái tư tưởng thôi. Ví dụ như là tập làm văn thì đã đi tập viết về một bài văn, tức là viết một bài để đưa ra một cái tư tưởng trong một cái câu chuyện đó, trong một cái bài bình phẩm của mình. Thì văn chính là tư tưởng. Và hóa thì chính là gì ạ? Chuyển hóa từ tư tưởng thành gì? Hành vi, thì người ta gọi là văn hóa. Ví dụ tôi có một tư tưởng tốt và tôi chuyển thành hành vi. Ví dụ tôi bảo là tôi rất muốn giữ môi trường, thế đi đâu là tôi ăn cái gì tôi vứt vào đúng thùng rác, tôi thấy cái gì mà bẩn bên đường tôi bốc tôi ném vào đúng thùng rác, thấy chỗ nào mất vệ sinh thì tôi làm cho nó sạch. À, vậy là tôi có một tư tưởng tốt và nó biến thành hành vi tốt. Thì các anh thường gọi tôi là người đấy là người có văn hóa. Nhưng thực ra gọi là văn hóa tốt chứ không phải là có văn hóa. Bởi vì vô văn hóa nó vẫn là một loại văn hóa. Đấy. Thì người anh gọi là gì ạ? Có văn hóa. Hay là một tổ chức, thì nếu nhiều người mà có một cái tư tưởng giống nhau và có một hành vi giống nhau thì người ta gọi là gì ạ? Công ty đó có văn hóa. Tức là nó có cái văn hóa doanh nghiệp, nhìn nó rất là giống nhau, từ hành vi, từ lời nói, từ cách trả lời khách hàng, từ cái cúi chào, thì người ta gọi là gì ạ? Công ty đấy có văn hóa. Vậy nếu trong một công ty mà tạo ra văn hóa thì việc đầu tiên phải có cái văn, tức là phải có cái sứ mệnh, tức là phải có cái tư tưởng. Và tư tưởng đấy ai là người đứng đầu? Là gì ạ? Ông chủ. Vì vậy tư tưởng của ông chủ phải rõ ràng, và thứ hai là kiên định, thì bên dưới nó mới hóa được. Còn nếu tư tưởng của ông chủ mà nó biến động, mà lại là tư tưởng xấu, thì không tài nào nó hóa được xuống đến nhân viên. Cho nên đó cũng là một loại văn hóa. Cho nên thường chúng ta nói là gì ạ? Lãnh đạo nào thì phong trào đó, hay chúng ta gọi là văn hóa đó. Vậy thì từ văn hóa định nghĩa chuẩn hóa, nó gọi là gì ạ? Quá trình chuyển hóa từ tư tưởng thành hành vi. Và quá trình chuyển hóa từ tư tưởng của ông lãnh đạo đến hành vi của tất cả doanh của các nhân viên thì người ta gọi là văn hóa doanh nghiệp. Cái tư tưởng của Đảng Cộng sản mình, và nó chuyển hóa đến hành vi của tất cả quan chức và của nhân dân, thì người ta gọi là gì ạ? Văn hóa Việt Nam ở giai đoạn Cộng sản. Đấy. Nếu mà tư tưởng văn hóa, cái tư tưởng ấy của Hồ Chí Minh mà gì ạ? Chuyển hóa thành hết hành vi của quan chức, của lãnh đạo và của nhân dân, thì người ta gọi là đất nước mình, cái văn hóa của đất nước mình là cái văn hóa Hồ Chí Minh. Đấy, mọi người hình dung không ạ? Thế thì văn hóa chính là chuyển hóa từ tư tưởng thành hành vi. Mà trong đạo Phật thì dùng chữ văn chính là chữ tâm. Chữ tâm tức là nghĩ tốt. Và đến chữ hóa thì là chữ đức, tức là hành động tốt. Như vậy hành động tốt và nghĩ tốt thì người ta gọi là văn hóa. Và nếu tất cả mọi người đồng bộ một cái hành vi tốt giống hệt nhau thì người ta gọi là văn hóa của tổ chức, văn hóa của xã hội, văn hóa của đất nước. Đấy. Cho nên tư tưởng là rất quan trọng.
Vì vậy trong giáo dục, điều quan trọng nhất để tạo ra một văn hóa của đất nước chính là giáo dục tư tưởng, chứ không phải dạy viết chữ, mà cũng chưa phải là cộng trừ nhân chia toán học. Việc đầu tiên là dạy về tư tưởng sống làm người tốt đó. Cái đó là cái quan trọng. Và đây thật sự là một nỗi buồn mà rất nhiều các doanh nhân lớn người ta đều chia sẻ, là người Việt Nam thiếu mất cái khát vọng sống tử tế. Thế qua cái vụ Việt Á là cả nhà thấy thiếu hẳn cái khát vọng sống tử tế. Mà thật ra họ không phải thiếu tiền nữa. Chứ mình bảo là thiếu tiền thì không phải, họ đâu thiếu cái gì đâu. Và thứ hai là khát vọng mang lại giá trị cho cộng đồng, tức là khát vọng quốc gia. Thì cái điều này là rất, và nếu trong tư tưởng mà các bạn trẻ của Việt Nam mà không được dạy cái này sớm thì không tài nào mà hình thành một văn hóa tốt được. Mà chỉ có văn hóa chém giết, cạnh tranh nhau và hại nhau để kiếm tiền. Vì bây giờ đối với tiêu chí của người Việt mình là tiền là số 1. Tức là thằng nào có nhiều tiền thì được gọi là thằng thành công. Thằng nào có nhiều tiền được gọi là thằng thành đạt. Thế mới đau chứ. Thằng nào có nhiều tiền được gọi là thằng giàu có. Chưa chắc. Thậm chí còn thằng nào có nhiều tiền còn được định nghĩa là hạnh phúc, sang chảnh. Thế thì đấy là một cái văn hóa mà bị sai toàn bộ về cái tiêu chí mốc. Cái tiêu chí để một cái bạn trẻ nó hướng đến trở thành người thành công nó bị mẹo. Và nó bám vào tiền để nó chạy. Và vì vậy là thiếu mất cái khát vọng sống tử tế và khát vọng quốc gia. Thì hai cái đó là các bạn trẻ Việt Nam thiếu. Và cái này giáo dục Việt Nam mà thay đổi được cái này từ gốc rễ thật là tốt. Thì quốc gia mình với cái trí tuệ của người Việt Nam mình thì nếu có hai cái tư tưởng này dẫn đầu, ý dẫn đầu các Pháp, thì người Việt Nam mình tuyệt vời luôn. Rồi ạ, xin cảm ơn câu hỏi của Nguyễn Văn Thanh. Và chúc bạn sẽ xây dựng được văn hóa doanh nghiệp. Nó tốt đấy ạ. Vâng, rồi cảm ơn bạn. Chắc là xin phép cả nhà là ngày mai Tuấn còn khá là nhiều việc. Vì vậy thôi, mỗi một buổi tối thì chúng ta ngồi với nhau cùng chia sẻ với nhau được một thời gian. Và cuối cùng xin chào cả nhà và chúc cả nhà một buổi tối an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại.